Chào em. Chào chị. Hôm nay em đến với trường dạy nghề Thanh Xuân, em đang có nhu cầu tư vấn về định hướng nghề gì đấy em? Em đang muốn học sửa chữa điện lạnh. Em tư vấn học nghề sửa chữa điện lạnh à? Dạ vâng. Cho chị hỏi một chút là em đến từ đâu nhỉ? Em đến từ Ninh Bình ạ. Đến từ Ninh Bình à? Thế là hôm nay mưa gió như này thì đi bằng cái gì đấy? Em đi bằng bắt xe máy sang đấy. Đi xe máy à? Vâng. Cũng nhiệt tình đấy nhỉ? Hôm nay là lên là cũng muốn là tư vấn định hướng với lại tham quan trường à? Dạ vâng ạ. Em tên là gì nhỉ? Em tên là Đức ạ. Đức năm nay bao nhiêu tuổi? Em 25 tuổi ạ. 25 tuổi thì trước khi mà Đức muốn đi học nghề sửa chữa điện lạnh này thì Đức đã đi làm nghề gì rồi? Em trước đây làm đi du học ở Nhật Bản ạ. Đi du học Nhật Bản à? Dạ, em về lâu chưa? Em mới về được 2 tháng ạ. Mới về được 2 tháng à? Em đi du học là em đi mấy năm? 3 năm hay 4 năm hay 5 năm? Đi cũng 4 năm ạ. Em sang Nhật là em học với chuyên ngành gì? Em học về quản lý khách sạn. Quản lý khách sạn hay gì? Dạ vâng. Thế bây giờ về mà không đi học, đi làm về quản lý khách sạn là đi học nghề điện lạnh à? Dạ, vì em trước là em có thích sửa chữa nên là bây giờ em du học về em muốn là đi học sửa chữa để có công việc ổn định sau này. Chứng tỏ là đi sang Nhật du học là mang gọi là cái mác thôi, còn đâu chủ yếu đi sang đấy để kiếm tiền thôi đúng không? Ok, thế mang về được nhiều không? Đủ ạ chị. Đủ để sau này mở cửa hàng đúng không? Dạ vâng. Chị cũng trước khi mà chị tư vấn cho em nghề sửa chữa điện lạnh thì chị cũng muốn quan tâm đến các em và muốn hỏi về cái quá trình mà trước khi mà em đến với trường và muốn theo cái ngành nghề sửa chữa điện lạnh. Còn cũng giới thiệu với em một chút là trường dạy nghề Thanh Xuân của chúng ta thì có đào tạo ngành nghề sửa chữa điện lạnh. Và bây giờ chị sẽ tư vấn và định hướng cho em cụ thể hơn về cái nghề sửa chữa điện lạnh nhé. Dạ vâng ạ. Thì hiện nay thì cái khóa học nghề sửa chữa điện lạnh ở bên trường của mình ấy thì đang có thời gian đào tạo trung bình từ 4 đến 6 tháng, chị muốn gửi tới Đức nhé. Dạ vâng. Trong 4 đến 6 tháng này thì các em sẽ được học chuyên sửa chữa về các dòng như là tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, tủ đông, tủ đá, tủ kem, tủ mát nhé. Cái chương trình học ở đây của chúng ta thì mình sẽ được học lưu ý là từ cơ bản đến chuyên sâu. Từ cái lúc mà các em chưa biết gì về các thiết bị đến lúc ra các em có thể phán đoán được các ban bệnh và các em có thể sửa chữa được luôn và sẽ mệt về mở được cửa hàng để mà tạo lập được cuộc sống luôn nhé. Với cái chương trình học 6 tháng này của chúng ta thì chúng ta sẽ được học cả 2 ca trên ngày luôn, học cả sáng và chiều, học từ thứ 2 đến thứ 6 luôn nhé. Chúng ta chỉ được nghỉ vào ngày thứ 7 và ngày chủ nhật thôi. Với cái chương trình đào tạo thì chúng ta sẽ học thực hành chiếm từ 70 đến 80% tổng thời gian khóa học luôn. Giáo viên sẽ cầm tay chỉ việc nên là mình học đến đâu hiểu sâu đến đó. Còn đi học nghề thì rất là nhiều các bạn sẽ có những cái trình độ khác nhau, người thì tiếp thu nhanh, người thì tiếp thu chậm, nhưng mà cũng không lo vì là vào đây mình được bao nghề. Học nhanh thì sẽ được ra trường sớm và học chậm thì sẽ ra trường muộn nhé. Nên là chị sẽ đảm bảo được cái tay nghề cho em sau khi mà em ra trường. Và trong cái quá trình mà em học ở đây rồi và thành nghề rồi, ra trường rồi, nhưng mà mình có thể đi làm thuê ở bên ngoài hoặc là mình mở cửa hàng, nhưng có những cái ban bệnh mà các em chưa vấp phải hoặc là có bị quên chẳng hạn, các em có thể vẫn gọi điện về tổ tư vấn của trường và giáo viên sẽ hỗ trợ cho các em trong suốt quá trình học, trong suốt quá trình làm, có nghĩa là bảo hành trọn đời cho các em cái nghề này nhé. Nên em hoàn toàn yên tâm khi theo học tại trường. Còn với cái chương trình học ở đây thì học phí cho cả khóa học hiện nay thì đang là 29.650.000 cho cả khóa học. Tuy nhiên năm đầu năm 2023 này vừa lì xì đầu năm thì nhà trường sẽ giảm cho các bạn 2.650.000 cho cả khóa. Học phí cả khóa học của các em chỉ là 27 triệu thôi. Và lưu ý là các em được học 2 ca trên ngày và không bị phát sinh bất kỳ một cái khoản chi phí gì trong suốt cái quá trình học nữa nhé. Đảm bảo được cái tay nghề cho em nên là cái khóa học này là cái khóa học đảm bảo tay nghề này và từ cơ bản đến chuyên sâu thì em hoàn toàn yên tâm khi theo học tại đây. Còn thực hành thì chúng ta sẽ thực hành dựa trên rất nhiều các dòng máy, ví dụ như tủ lạnh thì chúng ta sẽ học tủ đông, tủ đá, tủ kem, tủ mát. Còn nếu mà học về máy giặt thì chúng ta sẽ máy giặt cửa trước, máy giặt cửa ngang, máy sấy, máy giặt công nghiệp nhé. Còn đâu học về điều hòa thì chúng ta sẽ học về điều hòa một chiều, điều hòa hai chiều, điều hòa trung tâm, điều hòa âm trần.
rất nhiều các cái dòng máy để cho các em thực hành ra thị trường, nên là các em sẽ không bị bỡ ngỡ trên bất kỳ một cái dòng máy nào cả, đảm bảo được cái tay nghề cho em luôn. Nên là với Đức ấy, thì đã từng đi du học ở bên Nhật rồi, em cũng đã từng gọi là đi ra nước ngoài rồi, thì em sẽ biết được là cái ở bên ngoài kiếm tiền nó như thế nào, và để mà giữ được đồng tiền thì như thế nào. Thì chị nghĩ rằng là mà em cũng đã xác định rồi, thì chị nghĩ là em học sẽ rất là nhanh đấy, và em cũng sẽ rất là quyết tâm. Thì khi mà em học xong ra, nếu như em muốn, em có thể về em mở được cửa hàng, vì chắc chắn là em đang có vốn rồi, đúng không? Dạ vâng. Đó thì chắc là cái dự định của em là khi mà em học này là em sẽ về em mở cửa hàng ấy. Trong cái chương trình học về điện lạnh này thì học ra thì em có thể sửa chữa bảo dưỡng, em có thể mua bán trao đổi máy cũ mới, em có thể mở thành một cái siêu thị điện máy đấy. Thì khi mà em đã học rồi, em về em có thể quản lý được thợ này, em có thể mua bán trao đổi, có nghĩa là em phát triển lên. Về cái điện lạnh này ấy, ai cũng có thể học được, bởi vì là nếu mà mình có vốn nhỏ thì mình mở nhỏ, đúng không? Vốn to thì mình mở to đấy, vốn to thì mình xong mình có lãi nhiều hơn. Có rất nhiều các bạn học viên ở trường mình, các bạn học xong ra các bạn đã về các bạn mở cửa hàng và có một cái thu nhập cực kỳ là cao luôn. Còn với em thì em đã từng đi ra Nhật, sang bên Nhật rồi, và sau đó thì em có một số vốn rồi, và em đã định hướng cho mình được cái ngành nghề mà mình yêu thích, thì em lựa chọn cái ngành nghề điện lạnh là một cái ngành nghề cực kỳ là phù hợp luôn đó. Thì Đức có câu hỏi gì thì Đức có thể hỏi, chị sẽ trả lời cho Đức. Dạ, em không có câu hỏi gì ạ. À, thế là muốn học luôn rồi đúng không? Dạ, vâng ạ. Đấy, thì cái hồ sơ để nhập học tại trường mình thì cũng rất là đơn giản thôi Đức nhé. Hồ sơ thì nhà trường sẽ phát cho em một bộ hồ sơ. Bộ hồ sơ này sẽ thay cho bộ sơ yếu lý lịch rồi. Đây chính là cái logo hình con hạc là biểu tượng của nhà trường. Và đây là thạc sĩ Hoàng Bá Quyền là hiệu trưởng của nhà trường, là một cái mẫu rất là thông dụng. Bao nhiêu năm nay khi mà các bạn đến trường để các bạn học thì bên bộ phận tư vấn sẽ là tư vấn và phát hồ sơ miễn phí cho em. Đây chính là hình ảnh các bạn học viên đang học theo học tại trường mình. Nên là rất là nhiều các bạn mà lên các trang mạng trên các nền tảng các bạn tìm hiểu về trường dạy nghề Thanh Xuân thì rất là nhiều bạn bị nhầm lẫn, nên là nhà trường sẽ phải có những cái logo cũng như là cái hình ảnh các bạn học viên mã màu xanh như thế này. Đấy, Đức là biết đến trường dạy nghề Thanh Xuân của chúng ta là thông qua nền tảng nào? Em biết trường dạy nghề qua Facebook ạ. À, qua Facebook ạ? Dạ vâng. À, thì em biết gì về trường dạy nghề Thanh Xuân? Em thấy trường là một trường tốt ạ. À. Và rất nhiều học sinh đang theo học ở đấy. À, vậy là em thấy là rất là nhiều học sinh, thì chắc chắn là nhiều bạn học sinh đấy cũng phải tìm hiểu rất là kỹ các bạn đi học, nên em lựa chọn là ngành trường dạy nghề Thanh Xuân là điểm mà em đến để đăng ký học nghề, đúng không? À, vâng. Cảm ơn em rất là nhiều. Và cái hồ sơ này thì chị sẽ phát miễn phí, và Đức chỉ cần mang cho chị một cái thẻ căn cước, chị sẽ photo cho Đức ở đây vì ở trường mình có máy photo, sẽ photo miễn phí cho em. À, vâng. Còn bổ sung thêm 6 cái ảnh 3x4 nữa, thì 6 cái ảnh này thì nếu mà Đức có thì Đức cũng nộp cho chị, còn không có thì chị sẽ chụp miễn phí cho em luôn. Thì bổ sung một bộ hồ sơ, thì trong bộ hồ sơ này sẽ đầy đủ luôn. Thì sau khi mà các em nhập học thì chị sẽ lưu cái hồ sơ này, và để sau này làm cái căn cứ để cấp chứng chỉ cho em, để các em ra các em có chứng chỉ để đi làm nhé. Đó. Thì sau khi mà đã được chị Hường tư vấn và định hướng nghề cho Đức rồi, thì Đức có câu hỏi nào thì Đức có thể đặt ra cho chị. Và nếu mà không thì Đức có nhu cầu muốn đăng ký học luôn không thì chị sẽ phát hồ sơ và đăng ký cho em. Để sáng thứ hai thì trường của chúng ta sẽ có một khóa khai giảng mới, thì chúng ta sẽ bắt đầu khóa khai giảng mới luôn. Em muốn đăng ký học luôn. À, em muốn đăng ký học luôn rồi. Dạ vâng. À, cảm ơn em rất là nhiều nhé. Và bây giờ thì chị sẽ phát hồ sơ cho em nhé. Dạ vâng. Cảm ơn chị. À.